Người may mắn bốc được biển số mang dãy sảnh tiến 45678 là bà Dương Thị Lý sinh năm 1964, trú tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sau khi mua xe Kia Soul nét với giá 600 triệu, bà Lý đã đến phòng cảnh sát giao thông, tỉnh Hà Tĩnh để bấm biển số cho chiếc xe của mình. Kết quả bất ngờ khi bà Lý đã bấm trúng biển 38A45678. Chiếc biển đẹp này chứa dãy số sảnh tiến, điều mà hầu như người mua xe ô tô mới đều ao ước sở hữu. Bà Lý chia sẻ, thấy biển số quá đẹp xuất hiện, tôi đã hét lên vì sung sướng và thấy thật may mắn. Bốc được tấm biển này là một điều bất ngờ. Tất cả mọi người tại đó đều khen đẹp, nói tôi là người may mắn. Sự kiện này khiến nhiều người chứng kiến đã chụp ảnh lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, rất nhiều người đã liên hệ chủ xe đặt vấn đề mua lại xe kia sâu nét với giá cao, nhưng bà Lý vẫn còn lưỡng lự. Chiếc xe sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh đã tiêu tốn gần 700 triệu. Sau khi được gắn thêm chiếc biển số đẹp, nhiều người đã liên hệ với tôi để hỏi mua lại chiếc xe với giá 1 tỷ 7, nhưng tôi vẫn chưa quyết định bán, bà Lý chia sẻ. Theo quan niệm dân gian, biển số sảnh tiến 45678 là một con số cực đẹp, thường được những người làm kinh doanh săn lùng bởi nó mang ý nghĩa tiến lên, luôn hướng về phía trước. Kia sâu nét được bán tại Việt Nam có cấu hình 5 chỗ. Số đo 3 vòng dài rộng cao của xe đạt 4.120mm, 1790 mm 1642mm và chiều dài cơ sở 2 500 mm Kích thước này đủ để tạo ra một không gian nội thất rộng rãi cho chiếc xe. Kia Soul Net 2022 sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Ngoại hình nhỏ nhắn giúp xe vận hành linh hoạt trong nội đô chật hẹp vốn là đặc sản tại Việt Nam. Đầu xe hơi tích hợp lưới tản nhiệt hình mũi hồ màu đen với các họa tiết vảy rồng và đường viền chrome đẹp mặt. Bên trên là đèn pha full LED, chia khoang độc đáo. Cản trước thể thao, cơ bắp, thân xe có hốc bánh cao, ốp nhựa màu đen cứng cáp và đường gân nổi, bộ gân 16 in, 5 chấu phối hai màu bóng gương chiếu hậu chỉnh gập điện kết hợp với đèn xi nhan và tay nắm cửa mạ chrome tôn lên chất thể thao cho chiếc SUV. Thiết kế đuôi xe khá hiện đại với cụm đèn hậu dạng led, cản sau màu bạc ốp thêm tấm nhựa đen bên ngoài và cụm ống xả kiểu khoét lỗ là điểm nhấn nổi bật tại khu vực này. Khoang nội thất rộng rãi, phối màu đen hoặc B. ghế ngồi bọc da, bên trong có hệ thống đèn viền nội thất. Vô lăng ba chấu, đê cắt bọc da có đường chỉ khâu màu đỏ và các nút bấm điều khiển chức năng. Màn hình trung tâm đặt nổi, kết nối với cụm đồng hồ lái mang đến những thông tin hữu ích. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt tính năng tiện ích như Apple CarPlay, Android Auto, dàn âm thanh sáu loa, hệ thống điều hòa tự động, đề nổ bằng nút bấm, khởi động từ xa, cửa sổ trời, sạc không dây kỹ. Xe sử dụng động cơ Smartstream 1.5 lít cho công suất cực đại 113 mã lực mô men xoắn cực đại 144 Nm đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Những tính năng an toàn cơ bản trên xe gồm 6 túi khí, phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước sau, khởi hành ngang dốc, điều khiển hành trình, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, xe cộ, XX.